Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VN Tips của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng câu lệnh if lồng nhau để xếp loại học lực nghề phổ thông. Ví dụ như đây, chúng ta có một bảng danh sách gồm có họ và tên và điểm thi lý thuyết hệ số 1, điểm thực hành hệ số 3. Bây giờ căn cứ theo quy định ở đây để chúng ta xếp loại học lực nghề phổ thông. Đầu tiên chúng ta sẽ tính điểm trung bình. Sao chép xuống các ô còn lại. Theo quy định, học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5 điểm trở lên và không có bài thi điểm dưới 3 thì được công nhận kết quả. Chúng ta sẽ nhập công thức như sau. Điều kiện thứ nhất, điểm trung bình phải lớn hơn hoặc bằng 5. Điều kiện thứ hai đó là không có bài thi điểm dưới 3. Như vậy min của hai điểm thi thành phần phải lớn hơn hoặc bằng 3. Nếu cả hai điều kiện này đúng thì chúng ta mới tiến hành xếp loại. Còn nếu điều kiện sai thì học sinh này sẽ không được xếp loại và chúng ta sẽ xuất ra sau rổ. Chúng ta sẽ phân loại nếu trường hợp được xếp loại if nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 9 thì chúng ta sẽ xếp loại giỏi. Ngược lại, nếu như vậy để đạt được loại khá, điểm trung bình phải đạt từ 7 tới dưới 9 và điểm thi lý thuyết phải từ 5 điểm trở lên. Như vậy cả hai điều kiện, do đó chúng ta sử dụng phép toán N. Điểm trung bình phải lớn hơn hoặc bằng 7. Và điều kiện thứ hai đó là bài thi lý thuyết phải từ 5 điểm trở lên. Nếu điều kiện đúng thì chúng ta sẽ xếp loại khá. Nếu sai thì chúng ta sẽ xếp loại trung bình. Đóng dấu ngoặc và Enter. Sau đó chúng ta sẽ sao chép xuống các ô còn lại. Như vậy ở đây chúng ta có hai học sinh không được xếp loại. Học sinh thứ nhất có điểm trung bình dưới 5. Học sinh thứ hai có điểm thi thành phần dưới 3 điểm. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.